Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là em rể cũ của Mai tới đó, là Mai sẽ làm món cá tuyết. Mời em. Đây là phơ nui, cà rốt, hành tây và ớt chuông á. Mai xào này để chút nữa Mai nấu với lại hạt quinoa đó. Đó, thì rất là ngon để ăn kèm với món cá tuyết. Hôm qua Mai mua được món cá tuyết tươi đấy, rất là ngon. Đó. Bây giờ thì Mai bỏ ra, Mai chiên sơ lên. Sau đó là Mai cho vào khay lớn. Hôm qua Mai mua được món cá tuyết tươi đấy, rất là ngon. Mua về thì Mai không có rửa mà Mai chỉ có thấm khô đi thôi. Xong rồi Mai cắt ra từng khoanh một đó, từng suất từng người một đó. Đó. Chia miếng to thì Mai chia làm 3, miếng bé thì Mai chia làm đôi. Đó, cá tuyết thì bây giờ Mai làm nóng chảo, Mai cho một chút dầu ô liu vào. Sau đó là Mai chiên. Món này thì có hai cách làm. Có thể mọi người chiên như này, hoặc là mọi người sẽ luộc trong nước nó có cái sốt của cá đấy, có nghĩa là qua sông phun lê đấy, nó có vị phun có vị cá hun khói đấy, rất là ngon. Thì cá nó không có thấm dầu mỡ, có hai cách ăn. Rồi những này thì giờ Mai trở lại. Cá tuyết này thì mình có thể ăn tái được á, nên không có lo. Cá chỉ chiên qua thôi, không được chiên chín. Chiên hai mặt. Sau đó là mình sẽ cho ra khay như thế này. Khi nào trước khi ăn đó, mình sẽ cho vào lò nướng ở nhiệt độ 250, thật là nóng. Có nghĩa là làm sao mà nó thật nóng nhưng mà nó chỉ nóng ở ngoài thôi đó. Không muốn để chín cá trong. Thì trong thời gian mà mình nướng cá đó thì mình sẽ chuẩn bị ra đĩa. Và khi mình chuẩn bị các đồ ra đĩa xong rồi đấy, là mình bỏ cá ra đĩa là vừa. Món cá là món ăn nóng. Vì vậy mà nhà đông người đó, Mai phải làm theo kiểu như này thì ra đĩa nó mới nóng và ngon. Ok, cá Mai đã chiên qua, Mai cho ra khay. Chút trước khi ăn thì Mai sẽ cho vào lò ở nhiệt độ 200 độ C, Mai nướng chỉ có khoảng từ 5 đến 10 phút nhé. Tại vì mọi người có thể nhìn thấy cá đã chín chỉ còn một chút giữa thôi. Thì họ có thể phục vụ cá như theo kiểu này rồi đó, vẫn còn một chút ở giữa cũng không sao, và như kiểu chín tới đấy. Nhưng mà chút nữa đấy thì Mai sẽ cho lửa, Mai sẽ cho lò thật nóng ở trên nhiệt độ 200 độ C, 220 độ C. Mai nướng chỉ trong vòng 5 phút thôi để cho nó rất nóng cá. Chứ đừng có nướng lâu quá đó, nó sẽ bị khô cá, là Mai bỏ ra phục vụ thôi. Đó, còn cái chảo mà chiên cá đó thừa đấy thì bây giờ Mai sẽ chiên cái phơ nui cho lửa thật nhỏ đấy cả nhà, chiên cho nó chín đấy. Chút nữa Mai sẽ trang trí cái món này vào cá. Đó, khi mà Mai cho vào, khi chín Mai sẽ trở lại. Đó, phơ nui mình chiên qua, khi nào nó vàng á thì mình sẽ trở lại. Sau khi trở lại đó, mình thấy cái màu nó đẹp vừa ý mình đấy thì mình sẽ cho ra khay. Khi nào ấy, trước khi phục vụ đó, mình sẽ cho vào lò nướng cùng với cá để cho nó nóng á. Sau đó là mình ra đĩa, và đồ mình ra đĩa ăn lúc nào cũng nóng á. Giờ thì Mai làm sốt cho cá. Dầu đó.
Mai cho dầu nóng phi hành tím thơm lên. Sau đó là Mai cho một ít gì nhỉ? Nghệ tây vào. Ít thôi nhé, để cho nó lên màu đó, đẹp đó. Rồi. Đó. Phi vàng lên. Để chút nó lên màu. Và cuối cùng thì Mai cho một ít rượu trắng vào, vang trắng đấy để nấu. Rồi. Bây giờ thì Mai cho nước thật lửa thật to lên để cho nó nhanh cạn. Rồi bây giờ thì rượu vang cũng cạn hết rồi đó. Mai cho một chút thuyết vừa vô này vào. Cái này mình có thể cho muối, cho gì tùy mình, cho bột nêm tùy mình nha. Đó, Mai cho nhỏ lửa đi. Và bây giờ thì Mai cho kem vào. Nhiều người thì họ làm món này vẫn gọi là bơ blanc đó. Thì họ chỉ có cho bơ này. Đó, bơ xong rồi là họ cho bột vào đó, nhưng Mai không có thích. Cho nên nếu mà người ta muốn nó đặc ấy, thì họ cho bột vào. Còn Mai đây là Mai cho kem. Bây giờ đó mình nấu thật nhỏ lửa để cho nó lên màu á, để cho tất cả những cái gì này này, cái nghệ tây này nó tiết ra màu. Trước khi ăn đó thì mình sẽ cho một lửa nước của quả chanh vào cái sốt này đó. Ok, bây giờ thì Mai cứ đun nhỏ lửa cái này thôi, từ từ để cho nó lên màu á. Đó, bây giờ thì cái sốt nó lên màu rất là đẹp nhá. Đó, phải nhìn thấy không? Màu vàng đẹp chưa? Giờ thì Mai sẽ ra bàn món cá tuyết. Ở bên Pháp ấy, đồ ra bàn đó là phải thật sạch, đĩa phải thật sạch, không có một cái vết bẩn gì cả. Sau món cá đó là Mai phải cho kem, thì Mai sẽ để kem lên cá, để cá lên kem. Đã ra cá. Ui. Hai con của Mai mà hỏi con khá không là câu đầu tiên là không cảm ơn mẹ. Hôm nay Mai làm món cá tuyết rất là đơn giản. Đó, cá tuyết chiên qua ăn kèm với lại hạt quinoa. Thì trong hạt quinoa đó Mai có xào. Đây là miếng cuối cùng Mai trang trí lên. Đó. Mình có thể để ở giữa nhá, giữa cá và hành tây, ớt chuông, cà rốt để nó có rau củ và có màu đẹp á. Sau đó là cá thì ăn với lại sốt kem với lại nhụy nghệ tây, và Mai có cho ăn kèm loại rau là rau fenouil. Đó, bên đây thì người Pháp, những người già đó họ hay ăn cái loại rau fenouil này lắm. Và món cá đó thì rất hợp với lại fenouil. Nhiều người họ làm cái sốt fenouil này cho cá đó. Đây là cái thằng cháu của Mai, rất là khó ăn. Đây là phải làm đồ cho Louis riêng. Mình lấy là xếp được em ăn. Khi cá và làm món chính ra đĩa đấy thì nếu mà hôm nay Mai có cái gì xinh xanh như là củ cải hay là cà rốt để miếng trang trí lên thì sẽ đẹp hơn. Nhưng mà Mai không có đó thì Mai rắc mấy cánh hoa lên hoa Mai thừa từ lần trước ấy, thì còn thì Mai để Mai trang trí nốt. Đó. Quan trọng là khi mình ra đĩa mình tạo làm sao cái đĩa nó sống động một chút, không để nó một màu. Thôi, món cá của Mai đã xong. Đó.
hôm nay thì hơi ít cái gì nhỉ, nghệ tây, nên nghệ tây nó chưa được màu vàng đẹp như ý. Đó, à, đây là cháu của Mai là rất là khó ăn, không ăn cá đó thì Mai làm món khác cho Lui. À, tăng tăng ba phi nhị ăn cơ. Đây là của Lui đó, Lui không có ăn nó thì Mai chọn cái này. À, đó hai con cứ đòi xem. Quý đã cô mi cơ. Thế răng tỷ. Ok, món cá tuyết và hạt quinoa của Mai đã ra bàn. Mong cô chú anh chị và các bạn yêu thích món này. Rất là dễ làm và có thể ai yêu thích món cá thì sẽ làm món này cho gia đình nhà mình. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.